Xin kính chào bà con. Hôm nay Lê Đình Ca đầu sẽ giới thiệu với bà con một cái dòng lưới cũng là rất là đặc biệt. Tại vì là nếu như mà nói về cái dòng cá đối thì thường thường bà con nghĩ đến cái dòng lưới cước Thái. Thế nhưng đây, lưới cá đối này thì lại là lưới dù bà con ạ. Nó là dòng lưới dù. Thì trong đây là hai tấm theo yêu cầu của một khách hàng. Đây là còn một đơn hàng. Thông số lưới là cao 1m2, dài 100m. Thắt bằng dây bô này, thắt bằng dây bô và phao số 2 này cho bà con này. Độ lối cực tốt luôn. Đấy. Cực đẹp. Đấy, hai tấm này, đấy, dài 100m một tấm. Thì mắt lưới đây nó là 3 phân. Mắt lưới chỉ có 3 phân thôi thì ngón tay cái bà con ạ, ngón tay cái này đút vào đây nó sẽ là lọt này. À đầu sẽ đút cho bà con xem này. Đấy, ngón tay cái đút sẽ lọt. 3 phân này thì đánh đổi thì đánh cá cỡ tầm như một ngón tay cái hoặc là hai ngón tay hoặc ba ngón tay đều được. Dòng này thì luôn luôn thiết kế cho bà con túi rất là sâu, thịt nhiều. Đây chính là cái túi và thịt đây, cho con thấy không? Đấy, rất là đẹp và rất là nhiều thịt. Chì đây cặp đủ độ nặng cho bà con để cho bà con đánh đổi. Đấy, đấy làm một đơn hàng này 200m, 200m mỗi một tấm là 100m đánh đổi nhá. Phao lối trên mặt nước cá đối thì hợp lý cho đánh đổi rồi, nhưng mà nó đặc biệt là dòng này là đánh đổi săn cá đối này, cá lình kim này, cá xương xanh này. Đấy, bà con có cái nhu cầu đặt sản phẩm này liên hệ với A Đầu thì A Đầu sẽ giới thiệu cũng như là tư vấn thêm cho bà con. Dây biên dây giấc rất là dài. Đấy, dây biên đây này, dây biên mỗi bên rất là dài nha, cuộn tròn lại cho bà con không nó rối nữa, nhìn nó rối. Đấy, mỗi một đầu này đều có dây biên hết. Nhìn lắm lưới rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là thích. Đấy.